Thưa quý vị, và sau hơn 3 năm ngày cưỡng chế dỡ bỏ các công trình vi phạm, các nhà nổi và du thuyền ở khu vực Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội đến nay thì vẫn chưa được di chuyển và dỡ bỏ hết. Điều này khiến cho chính quyền và cũng như là các cơ quan chức năng thấy được một điều là chính những du thuyền này đang trở thành những đống sắt nổi mục nát hoang rỉ, gây mất mỹ quan đô thị. Và thực tế thì vẫn đang gây bức xúc cho nhiều người dân. Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên kênh VTC9. Ông Đỗ Quốc Hùng sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Hàng ngày, ông vẫn đều đặn tập thể dục xung quanh Hồ Tây. 3 năm trước, ông từng chứng kiến việc cưỡng chế di rời các nhà nổi, du thuyền đậu trên hồ. Ngỡ tưởng việc làm này sẽ trở thành không gian thoáng đãng trong khu vực. Nhưng 3 năm sau, những xác tàu vẫn không bị di rời. Bây giờ trông nó hoen gì hết rồi, nó làm cho mỹ quan của cái Hồ Tây nó giảm bớt. Thế theo tôi nghĩ cho dỡ bỏ, chứ không để nó hoen gì này, nó mất cảnh quan của Hồ Tây đi. Còn đối với những du khách đến với thủ đô, Hồ Tây là điểm lựa chọn lý tưởng để đi dạo và tham quan. Thế nhưng, việc xuất hiện những du thuyền bị lãng quên như thế này khiến cho họ không khỏi bất ngờ. Mong muốn của họ là Hồ Tây có không gian mỹ quan xanh sạch đẹp hơn. Đối với nhà nổi khi mà không cần thiết như này thì cũng có thể dỡ đi để có thể đem lại một cái môi trường rộng rãi, thoáng mát hơn để cho người dân ở đây hoặc là những cái người mà ở phương xa đến như em thì sẽ có một cái không khí thoải mái, xanh sạch đẹp. Để khi mà em bước chân lên Hà Nội thì Hồ Tây là nơi em hay đến nhất, bởi vì không gian thì rất là thoáng đãng, mát mẻ mà có thể chụp ảnh được nhiều này. Tất cả mong muốn của em là đến với Hồ Tây là có một không khí thật là trong lành, hồ thì thoáng mát và sạch sẽ. Các cái nhà nổi này rất ô nhiễm môi trường và cảnh quan thì nó mất đi rõ ràng rồi. Chúng ta không cần phải phân tích gì nữa, để các cái này đây là ảnh hưởng đến cái cảnh quan và cái niềm tự hào của cái Hồ Tây này, là nó vừa là điều hòa này, vừa là trữ nước này, tránh ngập úng cho thành phố này, điều hòa không khí cho thành phố này rất là tốt. Cho nên theo ý quan điểm của riêng của tôi là nên dọn hết các cái này đi, đề nghị các cấp chính quyền là có cái biện pháp gì đó. Năm 2017, thành phố Hà Nội yêu cầu các du thuyền, nhà hàng nổi ở Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội ngừng kinh doanh, di chuyển đến đầm Bầy gần thung lũng hoa Hồ Tây. Tuy nhiên, hơn 3 năm sau ngày cưỡng chế dỡ bỏ các công trình vi phạm, các nhà nổi và du thuyền vẫn chưa được di chuyển, dỡ bỏ hết, trở thành những đống sắt nổi, mục nát, hoen rỉ, gây mất mỹ quan đô thị.